Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung những vị tướng từng đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Thứ nhất là Đại tướng Hoàng Văn Thái, sinh năm 1915, mất năm 1986. Ông là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên. Ông quê ở Tiền Hải, Thái Bình và ông giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 1945-1953. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hơn một thập kỷ từ năm 1974 đến năm 1986, và là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng liên tục các khóa 3, 4 và 5. Ông được đánh giá là một trong những tướng lĩnh có ảnh hưởng quan trọng bậc nhất trong việc hình thành và phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1948, ông là một trong 11 người được Hồ Chủ tịch phong hàm tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông được phong quân hàm thiếu tướng năm 1948. Thứ hai là đại tướng Văn Tiến Dũng, sinh năm 1917. 2000, mất năm 2002. Ông cũng là một trong 11 người được Hồ Chủ tịch phong hàm tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1948 với hàm thiếu tướng. Ông Văn Tiến Dũng quê ở Từ Liêm, Hà Nội. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1953 đến năm 1978. Sau đó ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 2 đến khóa 5, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 4 và khóa 5 Ông là đại biểu Quốc hội từ khóa 2 đến khóa 7. Thứ ba là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh năm 1914 mất năm 1986, ông quê ở Hoài Đức, Hà Nội. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 1978 đến năm 1986. Ngoài ra ông còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4 và khóa 5. Thứ tư là Đại tướng Lê Đức Anh. Sinh năm 1920, mất năm 2019. Đại tướng Lê Đức Anh quê ở Thừa Thiên Huế. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1987, sau đó giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6, 7, 8 và là Bí thư Trung ương Đảng khóa 7, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8 và Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8 đại biểu quốc hội các khóa 6, 8, 9. Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức chủ tịch nước từ năm 1992 đến năm 1997. Thứ năm là đại tướng Đoàn Khuê. Đại tướng Đoàn Khuê sinh năm 1923, mất năm 1998, quê ở Quảng Trị. Ông giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1987 đến năm 1991. Sau đó ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1991 đến năm 1997. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 4, khóa 8, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 6, khóa 8. Vào năm 1997, ông là đại biểu Quốc hội khóa 7 đến khóa 9. Thứ sáu là Thượng tướng Đào Đình Luyện. Thượng tướng Đào Đình Luyện sinh năm 1929, mất năm 1999, quê ở Thái Bình. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng từ năm 1991 đến năm 1995. Ngoài ra, ông còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tướng Đào Đình Luyện từng là trung đoàn trưởng đầu tiên của trung đoàn không quân kiêm kích 921, rồi là tư lệnh binh chủng không quân, rồi tư lệnh quân chủng phòng không không quân. Thứ bảy là đại tướng Phạm Văn Trà, ông sinh năm 1935 quê ở Bắc Ninh, ông giữ chức tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1995 đến năm 1997. Sau đó ông giữ chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, khóa 9, ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, khóa 9. Đại biểu Quốc hội các khóa 9 đến 11. Thứ 8 là Trung tướng Đào Trọng Lịch. Trung tướng Đào Trọng Lịch sinh năm 1939, mất năm 1998. Ông quê ở Vĩnh Phúc. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1997 đến năm 1998. Năm 1998, ông đã hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ cùng đoàn công tác bị à, rơi máy bay. Thứ 9 là Đại tướng Lê Văn Dũng. Đại tướng Lê Văn Dũng sinh năm 1945, quê ở Bến Tre. Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn 1998 đến năm 2001. Sau đó ông đảm nhiệm chức Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ 10 là Đại tướng Phùng Quang Thanh. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, quê ở Mê Linh, Hà Nội. Ông giữ chức Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2001 đến năm 2006. Sau đó ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng à, 10 năm từ năm 2006 đến năm 2016. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và 13. 11 là Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sinh năm 1951, mất năm 2010, quê ở Phú Thọ, Ông đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2006 đến năm 2010. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Quác khóa 9-10. Năm 2010, ông qua đời ở tuổi 59 khi đang đương nhiệm chức vụ. Thứ 12 là Đại tướng Đỗ Bá Tị. Đại tướng Đỗ Bá Tị sinh năm 1954, quê ở Đan Phượng, Hà Nội. Ông đảm nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2010 đến năm 2016. Ông được thăng quân hàm đại tướng vào năm 2015. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 10, 13 và 14. 15 là thượng tướng và nay là đại tướng Phan Văn Giang, sinh năm 1960, quê ở Nam Định. Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2021 khi đang mang quân hàm thượng tướng. Tại đại hội thứ 13 của Đảng tháng 1 năm 2021, ông là trường hợp đặc biệt được tái cử ban chấp hành Trung ương, sau đó được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thứ 14 là Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức tư lệnh quân đoàn 1, phó bí thư đảng ủy quân đoàn, tư lệnh quân khu 4, phó bí thư đảng ủy quân khu. Ông được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2016 và thượng tướng năm 2021 và được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2019. Ngày 3 tháng 6 năm 2021, ông được Chủ tịch nước trao quyết định giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong số các tướng đảm nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân thì có đến 6 người đã trở thành Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. À, trên đây là bản tóm tắt về chân dung của các vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Tân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.